Hello, Ngoại Đức Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam tối ngày hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2023. Chiều ngày hôm nay thì câu lạc bộ Cadiz cũng đã đăng tải một cái dòng trạng thái có thể nói là mang lại rất là nhiều sự phấn khích cho người hâm mộ bóng đá của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là hình ảnh của cầu thủ trẻ, đó là Hoàng Vĩnh Nguyên. Hoàng Vĩnh Nguyên thì đã có mặt tại Tây Ban Nha để mà bước vào cái giai đoạn tập luyện cùng với câu lạc bộ Cadiz, và bạn ấy sẽ bắt đầu tập luyện ở đội hình B của câu lạc bộ Cadiz trong cái quãng thời gian mà tập luyện và tập huấn tại đây. Nếu mà tiến bộ thì bạn ấy hoàn toàn có thể được đôn lên để tập luyện ở nhóm đội hình A, và điều này cũng có thể mang lại rất là nhiều những cái sự chờ đợi rất là thú vị dành cho người hâm mộ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, hay là ngay cả với các cổ động viên mà yêu mến Hoàng Vĩnh Nguyên, bởi vì chứng kiến cái chặng đường phát triển của bạn ấy trong quãng thời gian vừa qua thì có thể nói là việc Vĩnh Nguyên có được một cái cơ hội để mà tập luyện trong cái biên chế của đội hình B câu lạc bộ đang thi đấu tại giải La Liga Tây Ban Nha cũng đã là một cái vinh dự rất là lớn rồi. Ngày 25 tháng 9 thì Vĩnh Nguyên đã bắt đầu guồng quay tập luyện tại Cadiz. Theo tìm hiểu của giới truyền thông thì Vĩnh Nguyên được đánh giá và huấn luyện và được hỗ trợ bởi các thành viên trong ban huấn luyện của câu lạc bộ Cadiz ở đội hình B, và chắc chắn là bạn ấy sẽ nhận được cái sự hỗ trợ rất là lớn trong suốt cái quá trình tập luyện. Cậu ấy có thể từng bước điều chỉnh nhịp độ bản thân sao cho phù hợp với múi giờ, khí hậu tại Tây Ban Nha. Đồng thời việc làm quen với đội hình phụ giúp Vĩnh Nguyên phần nào giảm sự căng thẳng, tăng thêm phần tự tin. Đây là chia sẻ từ phía câu lạc bộ Cadiz. Hy vọng là Vĩnh Nguyên thích nghi tốt và có thể tham gia vào đội hình chính của Cadiz trong tháng 10. Điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào những gì mà Hoàng Vĩnh Nguyên thể hiện trong thời gian còn lại của tháng 9. Càng tiềm năng, cơ hội của Vĩnh Nguyên lên tập ở đội 1 sẽ càng lớn. Chuyến đi của Vĩnh Nguyên góp phần vào bước tiến phát triển của bóng đá Việt Nam. Các huấn luyện viên tại châu Âu cũng có thể thấy được một cầu thủ Việt Nam sẽ tập luyện như thế nào bên cạnh những gương mặt tại Tây Ban Nha. Thành quả sau chuyến tập huấn này chính là việc phía Cadiz muốn là Vĩnh Nguyên sẽ mạnh mẽ hơn trong việc tranh chấp, nhanh nhạy hơn trong tư duy chiến thuật và khéo léo hiệu quả hơn khi chơi bóng. Và có thể nói là những cái hình ảnh mà câu lạc bộ Cadiz đăng tải lên thì cũng mang đến rất là nhiều cái sự háo hức chờ đợi đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Chiều ngày hôm nay thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng đã tiếp tục tập luyện tại sân vận động quận 7. Tuy nhiên là do công việc và chiều ngày hôm nay thì mình đã không kịp ra sân để mà tác nghiệp cái buổi tập ngày hôm nay. Nghe nói là Tân Binh hay một người rất là quen thuộc với người hâm mộ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là với cá nhân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, đó là tiền vệ Sầm Ngọc Đức, thì đã quay trở lại để tập luyện cùng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày hôm nay rồi. Ngày mai thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một cái trận đấu giao hữu với một đội bóng phong trào ở sân vận động quân khu 7. Đây là một cái trong cái kế hoạch của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành để giúp cho các cầu thủ họ duy trì cái trạng thái vận động thật là tốt để mà tiếp tục chuẩn bị thật là tốt cho cái giải V-League 2023-2024 dự kiến là sẽ khởi tranh sau ngày 20 tháng 10 tại đây. Lúc này thì vẫn chưa có cái lịch thi đấu chính thức của V-League 2023-2024, và chính vì vậy mà cả câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tất cả các cái đội bóng ở sân chơi V-League ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang phải chờ xem là khi nào thì sẽ chính thức thi đấu để còn điều tiết thật tốt cái quá trình tập nặng về thể lực, và sau đó sẽ nhả khối lượng ra để mà hướng tới cái mùa giải hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, rất quyết liệt. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả là trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất, và đối thủ sẽ là một đội bóng đang nằm trong giai đoạn rất là khó khăn về tài chính, đó là câu lạc bộ Khánh Hòa. Đây sẽ là một cái cơ hội rất là lớn để câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ có một cái mở màn ấn tượng cho cái mùa giải năm 2023 năm 2024 tới đây. Và cũng liên quan đến thông tin về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì mới đây nhất thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng đã thông báo về cái việc là sẽ có đã ký hợp đồng với một cầu thủ Tân Binh, đó là cầu thủ đã từng có thời gian thi đấu khoác áo của cả đội tuyển Pháp cũng như là nhiều câu lạc bộ thi đấu ở giải League One.
đó là cầu thủ Paul Enertep, Paul George Enertep, nhưng mà đọc ngắn vắn tắt thôi là Enertep, hoặc là đọc là Tep cũng được. Tại vì các cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì họ hay gọi cho nhanh gọn là Tep 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 Tep. Lúc đầu nghe tưởng là Tep, là T I D đúng không ạ? T E D đó, là tưởng là Tep, nhưng mà thật ra là bạn ấy là Tep. Và xin được chia sẻ với quý khán giả là Enertep sinh năm 1992, năm nay là 31 tuổi và thi đấu ở vị trí tiền đạo. Có lúc thì là đá ở vị trí là chạy cánh. Cầu thủ này thì sinh ra ở Cameroon. Tuy nhiên là bạn ấy cũng đã có một trận đấu được, có hai trận đấu được khoác áo của đội tuyển Pháp luôn rồi. Và bạn ấy cũng có bốn trận đấu được khoác áo của đội tuyển Cameroon. Mà đều là những cái, nếu ở Pháp là những cái trận đấu giao hữu, thì ở Cameroon là bạn ấy được khoác áo để thi đấu ở vòng loại của giải châu Phi nữa. Và trước đó thì bạn Enertep này, bạn cũng đã có khoảng thời gian có thể nói là vô cùng là thăng trầm. Từ năm 2010 đến năm 2013 thì bạn Enertep này, bạn ấy thi đấu cho câu lạc bộ Auxerre nhưng mà là đội hình B, và đá 37 trận ghi 7 bàn thắng. Từ năm 2012 đến năm 2014, tức là có xen kẽ giữa cái giai đoạn đá ở đội hình B, thì bạn ấy có được tăng cường lên để đá cho đội hình A của câu lạc bộ Auxerre, và bạn ấy đã đá 51 trận, ghi được 15 bàn thắng. Đây là một con số không hề đơn giản chút nào đúng không ạ? Sau đó thì bạn ấy chuyển sang câu lạc bộ Rennes và bạn ấy đá 74 trận, ghi được 18 bàn thắng từ giai đoạn 2014 đến năm 2017. Còn ở câu lạc bộ của giải Đức, đó là Wolfsburg, thì bạn ấy đá từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng mà chỉ được có ra sân có 15 trận và chưa ghi được bàn thắng nào. Sau đó là có khoảng thời gian là Wolfsburg thì họ có cho mượn ở Saint-Étienne đá 13 trận và ghi được 1 bàn thắng. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Bạn ấy từ năm 2020 đến 2021 thì đá cho Ghi Nam, đá 14 trận không ghi được bàn nào. Hay năm 2021 đến năm 2022, bạn ấy thi đấu cho câu lạc bộ ở giải Bồ Đào Nha, đó là Boavista, đá 16 trận và ghi được 1 bàn thắng. Còn khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2019 thì bạn ấy lần lượt khoác áo U18 Pháp, U19 Pháp, U20 Pháp, U21 Pháp, đội tuyển Pháp và Cameroon. Xin được chia sẻ với quý khán giả những cái thông tin ngắn về Enertep, tân binh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm 2023-2024 này. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi và trò chuyện cùng Vlog Ngoài Đường Pitch. Nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho mình xin một like, share và subscribe cho kênh được không ạ? Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện luôn. Hôm nay thì mình tranh thủ lên sóng sớm, tối có hẹn đi ăn uống với những người bạn. Em gửi lời chào đến anh Hậu Nguyễn. Xin chào bạn Nga Trần. Em chào chị Krillen Cookie, chú Trần Văn Biên. Bạn Nga Trần, hôm nay mưa lớn lắm. Cảm ơn Nga Trần. Lúc này thì ở quận 7 thì cũng hết mưa rồi. Lúc trưa thì mưa rất là lớn. Xin chào bạn Quỳnh Trang 1881, chào Dũng, yêu thương thành công nhé. Dạ Dũng xin cảm ơn ạ. Xin chào bạn KV Vlog, chú thêm về Hoàng Anh Gia Lai đi chú. Những thông tin về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình cũng đã có những cái trao đổi với tiền vệ Trần Minh Vương để mà nắm thêm những cái thông tin liên quan đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, và có lẽ là cũng đã gửi đến cho cả nhà rồi những cái thông tin về tình hình lực lượng. Lúc này thì Hoàng Anh Gia Lai là coi như là chốt sổ về lực lượng rồi, và sẽ có những cái thay đổi liên quan đến lối chơi phòng ngự của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, với cái ưu tiên nằm ở vị trí 3 trung vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm 2023-2024 để mà gia cố cái hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thì huấn luyện viên Katisak đã ký hợp đồng với trung vệ Jairo đến từ câu lạc bộ Khánh Hòa ở mùa giải trước. Jairo là cầu thủ người Brazil và bạn ấy cũng đã có những cái đóng góp nhất định trong màu áo của câu lạc bộ Khánh Hòa với 14 trận thi đấu ở mùa giải năm ngoái và ghi được 3 bàn thắng. Jairo thì có chiều cao có thể nói là rất là vượt trội. Và lúc này đây thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, nếu để xét về vị trí trung vệ thì họ đang có một hàng phòng ngự có chiều cao rất ấn tượng, với Jairo, Pape Diakite và Văn Triệu là những cầu thủ mà đều cao trên 1m9.
Chưa kể là một cầu thủ khác đó là Dũng Quang Nho cũng sẽ được huấn luyện viên Katisak sử dụng như một trung vệ ở mùa giải năm 2023-2024 tới đây. Về vị trí trung vệ sẽ là ba cầu thủ xoay tua như vậy, đủ sự lựa chọn cần thiết cho huấn luyện viên Katisak hướng tới mùa giải mới. Ở hai biên, Lê Văn Sơn nhiều khả năng sẽ tái ký hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai theo cái kế hoạch sử dụng của huấn luyện viên Katisak. Vị trí ở hành lang còn lại sẽ là của Trần Bảo Toàn hoặc là của Thanh Nhân. Các cầu thủ họ cũng sẽ được sắp xếp và tùy vào phong độ ở từng thời điểm mà họ sẽ được sử dụng. Ở trung tâm hàng tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cả nhà cũng biết là Hoàng Anh Gia Lai họ sẽ đá 3-5-2, thì ở trung tâm hàng tiền vệ sẽ là bộ ba, trong đó thì Châu Ngọc Quang sẽ đóng vai trò lùi, còn Tuấn Anh và Trần Minh Vương thì sẽ đá nhô cao hơn. Còn ở vị trí tiền đạo thì dĩ nhiên là hai sự lựa chọn, thì một trong hai sẽ là João Mario, tiền đạo mà huấn luyện viên Katisak vừa ký hợp đồng cách đây 2 tuần. Còn người còn lại sẽ là hoán đổi giữa Đinh Thanh Bình, Quốc Việt, vân vân. Thì cái này thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của huấn luyện viên Katisak thôi ạ. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Về cơ bản là về đội hình của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì họ tương đối là ổn định rồi và cũng không có thêm thay đổi nào. Ở vị trí thủ môn thì dĩ nhiên là với việc câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã ký hợp đồng với Phan Đình Vũ Hải thì có thể nói là cũng đã ổn định xong tất cả các cái vị trí ở cả 4 tuyến của đội bóng Phố Núi hướng tới mùa giải mới thôi. Lúc này thì chỉ tập luyện thêm thôi, không có vấn đề gì nữa. Xin chào bạn Linh Trương, bạn Lê Văn Cường, Dũng cho anh hỏi câu lạc bộ Hoàng Gia Lai chuẩn bị cho mùa giải tới như thế nào rồi? Dạ, Dũng cũng vừa mới chia sẻ xong câu của bạn KV Vlog ở phía trên ạ. Chắc là anh Cường cũng vừa được nghe đúng không ạ? Em cảm ơn câu hỏi của anh Lê Văn Cường. Xin chào bạn Nguyễn Thị Kim Ngọc. Ngày mai thì câu lạc bộ Hà Nội, Công an Hà Nội nha, sẽ thi đấu giao hữu với câu lạc bộ BKMX Bình Dương vào lúc 16:30. Và MyTV sẽ trực tiếp trận đấu này ở trên sân Hàng Đẩy. Đây là trận đấu giao hữu hứa hẹn là rất là thú vị. Câu lạc bộ BKMX Bình Dương thì sẽ ra mắt những cái tân binh như là Hải Huy, như là Quế Ngọc Hải, như là Văn Đô ở cái trận đấu diễn ra ở trên sân Hàng Đẩy. Thủ môn Vũ Tiên Quang nữa, xin lỗi. Còn phía của câu lạc bộ Công an Hà Nội thì dĩ nhiên là gương mặt nhận được rất là nhiều sự quan tâm, đó là Lê Phạm Thành Long, tân binh mà câu lạc bộ Công an Hà Nội mang về ở mùa giải này. Và Long cũng là một trong những trụ cột đã tỏa sáng trong màu áo của Đông Á Thanh Hóa với cái mùa giải cực kỳ là thành công vừa rồi. Cho nên là chắc chắn là sự ra mắt của Lê Phạm Thành Long là cũng nhận được cái sự chờ đợi rất là nhiều của người hâm mộ. Xin chào bạn Lê Xuân Quang. Mùa tới Hoàng Anh Gia Lai đá 4-2-3-1 là ok. Không, Hoàng Gia Lai sẽ đá 3-5-2. Lúc nãy thì mình có hỏi Trần Minh Vương và Minh Vương có phân tích cho về đội hình cho mình để mình dễ dàng nắm. Xin chào bạn An Nguyễn, em chào anh An Nguyễn ạ. Bạn Seo chào anh Dũng, tại sao các câu lạc bộ Việt Nam khi dự C1 lại trở nên thất thế so với các câu lạc bộ khác? Còn các câu lạc bộ Thái Lan thì năm nào cũng có câu lạc bộ vượt qua vòng bảng. Có lẽ một phần là phụ thuộc vào cái sự may mắn nữa. Có thể là Việt Nam nằm ở một cái bảng đấu khó khăn hơn chẳng hạn, hoặc là cái quyết tâm của Việt Nam nữa. Chứ còn nếu mà để so sánh về trình độ sàng sàng nhau thì Thái Lan không bao giờ nhỉnh hơn Việt Nam được. Kể cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia hay câu lạc bộ thì mình vẫn nghĩ rằng là một bên 9, một bên 10 mà thôi. Không có quá nhiều sự khác biệt. Có thể là Thái họ vẫn đánh bại được đội tuyển Việt Nam, nhưng mà nếu mang ra ở cấp độ câu lạc bộ thì chưa chắc. Chưa chắc là câu lạc bộ của Thái Lan mà gặp Việt Nam mà ăn nổi. Nhưng mà ra đấu trường châu lục thì còn phụ thuộc vào cái sự may mắn trong cái bốc thăm chia bảng, là chúng ta rơi vào những cái bảng đấu nó khó quá thì đành phải chịu thôi. Chứ còn nếu mà để đánh giá về trình độ chuyên môn thì chắc chắn một điều, mình khẳng định một điều là Thái Lan không nhỉnh hơn Việt Nam. Chỉ có họ hơn chúng ta về các cái phần còn lại, tức là công tác tổ chức, sân bãi, vân vân. Thế thôi, thì họ chuyên nghiệp hơn chúng ta.
chứ còn về trình độ chuyên môn thì chắc chắn là không hơn được Việt Nam mình. Xin chào, con chào chú Trương Tấn Tài, bạn Tùng Vũ, chào anh. Lúc đầu em thấy bên Cadiz lên bài giới hạn phạm vi chỉ Việt Nam mới xem được, khả năng là sau khi kiểm tra thấy ưng ý nên đăng bài công khai cũng nên đấy anh ạ. Tín hiệu tốt, mong em ấy trụ được. Chắc chắn là không trụ được, nói thiệt với các bạn là chắc chắn là không trụ được. Đi tập huấn là một chuyện thôi, còn trụ được hay không thì mình nghĩ rằng không trụ được. Khác biệt rất là lớn. Đây chỉ có một cái yếu tố, đó là động viên và mặt tinh thần, chứ còn để mà nói là vĩnh nguyên mà để mà có được cái suất này suất nọ ở Cadiz thì nói thiệt là không, rất là khó. Bạn ấy thiếu rất là nhiều những cái yếu tố. Xin chào bạn Kim Thoa, bạn tóc trắng ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là ai vậy Dũng? Là cái gì tự nhiên quên rồi, cầu thủ Ngọc, hình như là Ngọc Sơn hay cái gì đó, tự nhiên Dũng quên là cầu thủ mà năm ngoái mà từng có một số những cái bài báo nói là bạn ấy được gọi lên đội tuyển rồi sau đó về là thất nghiệp, đối diện với cái tình cảnh thất nghiệp, và sau đó thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh huấn luyện viên Vũ Tiến Thành có đưa bạn ấy về để tập luyện thi đấu và cũng đăng ký thi đấu cho bạn ấy luôn đó. Cầu thủ gì tự nhiên Dũng quên mất tên rồi. Ngọc Sơn hay cái gì đó tự nhiên Dũng quên mất rồi. Có bạn nào nhắc giùm Dũng ở phía dưới được không ạ? Đang nói cái bị tự nhiên đầu óc không nhớ nổi nữa. Xin chào bạn Minh Hòa, hello anh, nay vào muộn ạ. Xin cảm ơn Minh Hòa. Theo em nghĩ thì Thanh Hóa năm nay cũng sẽ là một ẩn số. Chính xác, Thanh Hóa thực ra thì việc họ chia tay một số những cái cầu thủ đóng góp rất là nhiều cho đội bóng ở mùa giải vừa qua không có nghĩa là sức mạnh của họ yếu đi đâu. Thanh Hóa thực ra nha là họ chiêu mộ lực lượng và họ đã tính toán rất là kỹ những cầu thủ mà họ đưa về, chẳng hạn như là Phạm Trùm Tỉnh đi, hay là một số những cầu thủ chất lượng khác mà họ đưa về, thì chắc chắn một điều là phù hợp với cái triết lý, cái chuyên môn mà huấn luyện viên Veliza Popov đã lựa chọn trước đó, đã tính toán hết rồi họ mới tìm cách để mà mời về. Và trong cái kế hoạch của họ đâu có nghĩa là chỉ hài lòng với cái việc là vô địch cúp quốc gia mùa rồi, mà năm nay họ vẫn sẽ muốn hướng tới cái cuộc đua vô địch của V-League. Năm vừa rồi họ đã có giai đoạn rất là tưng bừng dẫn đầu V-League rồi, nên là họ biết được rằng là với cái thực lực của họ, với cái lối chơi của huấn luyện viên Popov, hoàn toàn có thể tiếp tục đua vô địch ở cái mùa giải năm nay. Nên là những cái sự lựa chọn về con người của họ chắc chắn là phù hợp với cái triết lý của ông Popov và đủ để tạo ra những cái sự thú vị cho cái cuộc đua vô địch ở mùa giải tới đây. Xin chào bạn 1889 Valak. V-League năm nay đáng xem nhất vì có VAR, vấn đề lâu nay làm người hâm mộ thất vọng, có phần làm xấu đi bóng đá đẹp. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Valak. Cũng như mình đã chia sẻ và mấy hôm rồi thì không biết là khán giả nắm thông tin như thế nào, nhưng mà mình cũng xin được cập nhật lại là lúc này thì tạm thời là V-League từ giờ cho đến cuối năm thì sẽ áp dụng ở các trận đấu bắt đầu từ sân Hà Tĩnh trở ra ngoài Bắc, và mỗi vòng đấu sẽ có 4 trận, ít nhất là sẽ có tối đa là 4 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR và áp dụng ở các sân từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng. Đó là những sân bóng sẽ áp dụng công nghệ VAR. Hiện tại là có 2 xe VAR để sử dụng, cho nên là khai thác công suất tối đa sẽ là 4 trận đấu cho một vòng đấu. Đầu năm 2024, 2 xe VAR tiếp theo
sẽ được FIFA tài trợ cho công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam về thêm 2 xe nữa. Và lúc đó thì sẽ kịp để mà đào tạo xong một cái lớp trọng tài tiếp theo để mà bắt đầu vận dụng công nghệ VAR, cũng như là bên truyền hình FPT họ cũng sẽ tiếp tục đào tạo thêm một ekip nữa để chuẩn bị cho cái việc là sẽ phủ sóng toàn bộ các cái trận đấu từ Đà Nẵng trở vô miền Nam luôn, là sẽ có công nghệ VAR được áp dụng tiếp theo. Và như vậy là ở thời điểm hiện tại là có thể nói là cái việc mà bắt đầu là đào tạo cho một cái ekip trọng tài và cái ekip truyền hình để mà áp dụng công nghệ VAR bắt đầu từ sân Đà Nẵng trở vô miền Nam, lên Tây Nguyên chẳng hạn, xuống Bình Dương, xuống thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, là sẽ bắt đầu được thực hiện. Và cũng mất khoảng một khoảng thời gian kha khá để mà tất cả sẽ trở nên đồng bộ với nhau. Nên là chúng ta có thể là mình nghĩ rằng nếu mà phán đoán không lầm thì cũng phải đến khoảng tháng 1 hoặc là tháng 2 thì là công nghệ VAR sẽ được phủ sóng trọn vẹn. Và lúc đó là coi như trận đấu nào chúng ta cũng sẽ được xem các cái trận đấu mà có công nghệ VAR can thiệp vào để mà xử lý, mang lại cái sự công tâm nhiều hơn cho các cái trận đấu ở sân chơi V-League. Và điều này nó sẽ giúp cho cái sự công bằng và những cái điều tiếng của dư luận sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều. Em chào chị Đinh Hương ạ. Xin chào bạn Nguyễn Tường Vân, bạn Tấn Lê, bạn ơi, Hoàng Anh Gia Lai nên đổi kèn chống, đừng dùng kèn hơi nữa, không hấp dẫn. Cái này thì bạn liên hệ với hội cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai, mình không có trách nhiệm ở cái phần này. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Dũng. Xin chào bạn Hạnh Nguyên. Anh ơi, anh có biết đội Hoàng Anh Gia Lai năm ngoái, năm trước bán được bao nhiêu áo thi đấu không ạ? Anh bán được bao nhiêu áo Hoàng Anh Gia Lai năm ngoái? Năm ngoái thì theo như báo cáo của bên Hoàng Anh Gia Lai thì họ bán được hơn 30.000 áo, hơn 30.000 chiếc áo Carabao. Còn bên mình thì bán được, mình bán được tầm khoảng 400 áo. Xin chào bạn Đỗ Hiệp. Chào Dũng, cô Hiệp Thái Nguyên, chúc cháu mạnh khỏe, có nhiều chương trình hay về bóng đá Việt Nam, vì cô là người hâm mộ môn thể thao này. Nếu đội tuyển nữ mà bị loại thì cô cảm thấy rất tiếc. Dạ, con cảm ơn cô Đỗ Hiệp ạ. Xin chào bạn Vĩnh Khờ, An Giang. Bạn Lê Thâm, Hoàng Vĩnh Nguyên, chú không nghe tiếng tâm gì Dũng ạ. Dạ, bạn Vĩnh Nguyên thì cũng là một cầu thủ trẻ thôi. Thực ra thì Dũng cũng có đề cập đến Vĩnh Nguyên ở một số chương trình. Khi mà Dũng xem bạn ấy thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm ngoái thì đã thấy được bạn ấy đá rất là chững chạc so với những người bạn đồng trang lứa như là Thanh Khôi chẳng hạn. Thì Hoàng Vĩnh Nguyên là cầu thủ nhận được cái sự tin tưởng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhiều hơn, và bạn ấy có nhiều cái cơ hội để thi đấu hơn. Xin chào bạn Vũ Thanh. Riêng tôi nói về Hoàng Anh Gia Lai thì cỡ nào tôi cũng theo, nhưng nếu nói về câu lạc bộ khác thì nghĩ luôn, vẫn biết anh Dũng nhưng vẫn nói thật như vậy. Xin chào bạn Đặng Văn Thật. Năm nay tài trợ áo đấu Hoàng Anh Gia Lai là Camito phải không anh Dũng? Đúng rồi em, cái này thì anh cũng nhắc rất là nhiều chương trình rồi. Ngày hôm qua thì anh cũng có nói trong một cái chương trình riêng về giới thiệu các cái sản phẩm của Camito rồi. Xin chào bạn Nguyên Lộc, có thông tin gì về áo đấu mới của Hoàng Anh Gia Lai chưa anh? Vì em thấy áo hôm bữa là áo tập. Xin cảm ơn bạn Nguyên Lộc. Chắc là cũng sắp có rồi. Cái này thì đợi Camito thôi. Vì ngoài đường pit cũng là phân phối chính của Camito mà, cho nên là ngay khi mà họ có thông tin thì mình sẽ được mời sang để nhận áo, để ghi hình và để giới thiệu sản phẩm đến cho khán giả. Cho nên là cứ yên tâm, có áo cái là Dũng lên đường qua quay thôi, và sẽ nhận order luôn. Các khán giả cứ yên tâm ạ. Xin chào bạn Nguyên Lộc, bạn Tuệ Bùi. Có va mọi trận đấu sẽ được trong sạch hơn và công bằng cho các đội bóng. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Tuệ Bùi. Công nghệ va thực sự là nó không phải là cái gì nó cũng chính xác 100%. Nó không có cái yếu tố là chính xác 100%.
nhưng ít nhất là nó giúp cho dư luận giảm được cái sự hoài nghi cái đã. Giảm được cái sự hoài nghi vì những cái góc nhìn được xem đi xem lại để đưa ra các cái quyết định cuối cùng thì dĩ nhiên là có thể vẫn có tranh cãi, nhưng nó sẽ giảm đi cái sự hoài nghi của mọi người khi mà xem một cái trận đấu, nhất là những cái trận đấu mà chưa đá mọi người đã nghĩ rằng là đội này sẽ có lợi từ trọng tài, đội này sẽ có lợi từ ban tổ chức vân vân vân, thì bây giờ với cái công nghệ VAR mọi thứ sẽ được giảm đi rất là nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Tuấn Anh, lúc rảnh có thời gian cũng hay ra Gò Đậu và Thống Nhất cũng hay gặp anh Dũng, anh còn công việc cộng tác viên không anh? Xin cảm ơn bạn Nguyễn Tuấn Anh, mình không có cộng tác viên cá nhân, tại vì mình chỉ nhờ một số bạn của mình, những người quen của mình ở Gia Lai để ghi lại những cái hình ảnh về câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thôi, còn lại thì mình không có sử dụng cộng tác viên vì không ai làm đúng cái ý của mình được, tại vì cái bản sắc nó là của riêng mình rồi, nên là mình nói chung là không hài lòng. Cái gì mình tự làm thì mình mới hài lòng về cái nội dung của mình. Nhìn vậy thôi chứ bất kỳ một cái công việc gì của mình đều rất kỹ tính, thậm chí là mình rất khó tính, nên là hầu như là không hài lòng. Nói chung là không thể làm được cộng tác viên của mình, rất là khó. Những cái đòi hỏi của mình lại khác người. Xin chào bạn Bùi Hữu An, vòng loại thứ hai World Cup sắp đến mà giờ còn bảo thử nghiệm lối chơi, thế em cũng chịu luôn. Bây giờ chọn các cầu thủ ưng ý là được rồi, đâu còn nhiều thời gian nữa. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Bùi Hữu An. Lúc này là phải là đội hình ngon rồi, phải là đội hình xuất sắc nhất rồi. Mình đồng ý với bạn Bùi Hữu An. Sắp tới đây, chỉ vài ngày nữa thôi là danh sách của đội tuyển Việt Nam rồi sẽ được công bố. Và mình nghĩ đây sẽ là đội hình đi xuyên suốt với huấn luyện viên Philippe Chusse trong cái quá trình hướng tới cái sân chơi vòng loại thứ hai của World Cup. Chứ không thể nào mà bây giờ mà vẫn còn nói là kiểm tra, thử nghiệm đội hình vân vân, cái đó không được nữa. Không còn thời gian nữa đâu, bây giờ không có thử nghiệm gì nữa. Mình nghĩ rằng là đội hình tới đây sẽ là đội hình đi xuyên suốt. Xin chào bạn Nguyễn Hà, Hải Phòng có gì mới không Dũng ơi? Hải Phòng Dũng không có thông tin ạ. Dũng ở trong Sài Gòn không nắm được xa tới Hải Phòng đâu. Những đội bóng mà Dũng đi tác nghiệp chẳng hạn như Bình Dương, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Dũng mới dám nói thôi. Ngay cả với Hoàng Anh Gia Lai mà còn nhận định chung chung, ngày hôm nay trò chuyện với Trần Minh Vương xong thì mới dám có những cái phân tích kỹ hơn về Hoàng Gia Lai. Chứ mấy hôm cũng chẳng dám phân tích kỹ nữa. Kế hoạch là sẽ đi tác nghiệp đầu tháng 10 thì không ra Hải Phòng, mình sẽ đi Nam Định. Nam Định có Văn Toàn rất là hot view thì mình sẽ hướng về Nam Định một buổi. Rồi tiếp tục là ở Hà Nội thì có lẽ là xem Công an Hà Nội có đá giao hữu nào không thì mình cũng đi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là lúc đó thì người hâm mộ lại cũng quan tâm đến đội tuyển Việt Nam nhiều hơn, nên là lúc đó cũng sẽ sắp xếp thời gian đi ưu tiên về phía đội tuyển á. Bạn KV Vlog, trụ sở Camito ở ngoài Bắc Hải chú, ở cả hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì đều có trụ sở của Camito. Xin được chia sẻ với bạn KV Vlog. Đợi mình đọc cái địa chỉ luôn, nếu mà bạn quan tâm và bạn muốn đến để mua các cái sản phẩm thì ở ngoài Hà Nội là số 42 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Xin được chia sẻ cùng với bạn. Còn ở trong Thành phố Hồ Chí Minh thì ở số 198, nếu mình nhớ không lầm là 198 hay là 189 Trần Quang Khải, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng rất là lớn, bạn có thể đến và lựa chọn, có rất là nhiều các cái sản phẩm. Xin chào bạn Nguyên Lộc, Hoàng Anh Gia Lai đợt này không chiêu mộ cầu thủ Thái Lan hả anh? Tại nghe thông tin là sẽ có cầu thủ Thái Lan qua đá, nhưng giờ sao im ru luôn rồi?
Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai họ chưa bao giờ nói gì một thông tin nào về cầu thủ Thái Lan cả. Tất cả là do các bạn nghe những cái thông tin bị đặt ra rồi các bạn nghĩ đến thôi. Cho nên là đó là lý do mà mình chẳng bao giờ mình nói về cầu thủ Thái Lan nào ở đây cả. Bạn Đặng Văn Thật: em thấy Camito thiết kế đẹp nên tài trợ cho đội tuyển Việt Nam tốt hơn là dùng hàng Thái Lan. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Tuy nhiên là có những cái yếu tố như thế này không thể quyết định được. Camito họ không thể bỏ ra một khoản tiền siêu lớn, một khoản tiền cứng, một khoản tiền nóng. Bạn hiểu không? Không thể bỏ ra được một cái khoản tiền như vậy để mà tài trợ cho đội tuyển. Mà đây là cái yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nếu muốn tài trợ cho đội tuyển là tiền tươi thấp thật. Và tài trợ ví dụ gói 1 năm là bao nhiêu tỷ, 2 năm là bao nhiêu tỷ, 3 năm là bao nhiêu tỷ, chồng tiền luôn. Thì Camito dĩ nhiên là vẫn là một doanh nghiệp mà họ còn đang trong giai đoạn là xây dựng thương hiệu và phát triển từng qua từng năm một. Họ đặt ra những cái mục tiêu chứ họ không phải là một tập đoàn hay là một công ty đã có tiếng tăm bao nhiêu năm trời, mới thành lập có mấy năm. Thì rất là khác với bên Grand Sport, ngay cả bên Mizuno khi mà lao vào cái cuộc chiến giành cái quyền tài trợ cho đội tuyển Việt Nam, Mizuno thua trắng Grand Sport vì Grand Sport họ đáp ứng ngay và luôn cái khoản tiền mặt chồng tiền luôn, một cái khoản tiền cực lớn trên chục tỷ cho đội tuyển. Còn bên Mizuno thì họ có ví dụ tôi là 30% hay 40% tiền mặt, còn lại cái khoản còn lại là sẽ là bao nhiêu phần trăm đó từ cái chuyện là chúng tôi sẽ cam kết là bán được bao nhiêu sản phẩm chẳng hạn, và cái phần trăm đó sẽ đưa về đội tuyển. Mà liên đoàn không có chờ cái chuyện này. Liên đoàn không là không. Nên là rất là khó. Với lại thực ra thì chất liệu đồ có thể là 1910, hai bên 1910. Nhưng mà những ai mà mặc đồ của Grand Sport thì cả nhà cũng sẽ thấy là không hề kém cạnh gì. Chất liệu mặc rất là dễ chịu, rất là mát. Mặc không có gây kích ứng da, không ngứa, cũng rất là ok. Xin chào bạn Nguyễn Văn Hoài, không hiểu sao các đội bóng nghèo hay bị xử ép. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Hoài. Quý khán giả đang theo dõi livestream, nếu yêu thích thì có thể cho vlog ngoài đường pit xin một like được không ạ? Để chia sẻ cho cái đoạn clip chương trình ngày hôm nay, sao lại số lượng người xem quá ít vậy ta? Bình thường cả ngàn người xem mà hôm nay livestream gì mà có mấy 300 người. Xin chào bạn Minh Trí, mình like rồi nhé. Xin cảm ơn Minh Trí rất nhiều. Bạn Đăng Minh Võ Thắng: chào anh Hoàng Vĩnh Nguyên, là qua chính thức hay chỉ qua tập huấn? Chỉ tập huấn thôi em ạ. Bạn Nguyên Lộc: câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhà tài trợ áo đấu mới phải không anh? Đúng rồi, anh cũng nghe thông tin là sẽ có nhà tài trợ mới. Bạn Phạm Văn Ngự: Hà Tĩnh năm nay có ngoại binh không Dũng? Dạ có. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì họ có nhà tài trợ hơi bị ngon, cho nên là cả nhà cứ yên tâm là về tình hình lực lượng này nọ của họ. Họ chia tay bao nhiêu cầu thủ thì họ cũng đón về số lượng cầu thủ chất lượng không kém đâu. Cho nên là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói chung là rất là tự tin trong mùa giải tới này. Xin chào bạn Lê Trinh, bạn Nghĩa Nguyễn Vlog, bạn Khoan Tài: có công nghệ va trọng tài không dám ẩu đâu Dũng. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của anh Khoan Tài. Bạn Lê Chính: nay like sớm về Dũng. Dạ, tối nay Dũng có việc nên là tranh thủ lên sóng sớm luôn ạ. Bạn Nghĩa Nguyễn Vlog: công an Hà Nội lại chiêu mộ ngoại binh của Viettel hả anh? Cảm ơn chia câu hỏi của anh. Anh không nắm thông tin này. Bạn Nguyễn Long Huy: Dũng cho mình hỏi,
Dũng có thông tin gì về câu lạc bộ Khánh Hòa không? Khánh Hòa thì Dũng toàn là nghe tin xấu không? Dũng toàn là nghe những cái thông tin mà rất là đáng lo cho câu lạc bộ thôi, không có nghe một cái thông tin gì khả quan về Khánh Hòa cả. Nào là anh em cầu thủ đang chờ để đòi nợ nè, đòi nợ tiền nè. Câu lạc bộ thì nghe đồn là đang rất là khó khăn nè, vì nhà tài trợ họ cũng không muốn là tài trợ toàn phần cho câu lạc bộ nè. Đó, toàn là nghe những cái thông tin bất lợi về câu lạc bộ Khánh Hòa không. Nó cũng y chang như những cái thông tin mà về Khánh Hòa ngay trước khi mà bước vào cái giai đoạn lượt về của V-League vừa rồi, cũng các cái thông tin đó. Nhưng mà rồi thì Khánh Hòa họ cũng vượt qua được cái khó khăn để mà họ trụ hạng thành công và chờ đợi vào một cái tương lai tươi sáng hơn ở mùa giải tiếp theo này. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta lại tiếp tục nghe những cái thông tin, mình cũng đang nghe những cái thông tin toàn là thấy thông tin bất lợi không, không có một cái thông tin nào cảm thấy rằng nó khả quan cho Khánh Hòa cả. Bạn Nghĩa Nguyễn Vlog, trận mở màn trên sân Bình Dương gặp Hà Nội FC, anh có đến quay rồi em lại lần nữa được gặp anh ở sân Gò Đậu. Cảm ơn bạn Nghĩa Nguyễn. Mình phải xem cái lịch thi đấu nữa để xem như thế nào. Tại vì chắc chắn một điều là mình phải ưu tiên đi cùng với Hoàng Anh Gia Lai đã. Còn các cái trận đấu khác thì phải xem cái lịch để sắp xếp mới được. Bạn Nguyên Lộc, em thấy Việt Nam mình cũng có nhiều hãng đồ thể thao có thiết kế đẹp mà mấy đội V-League không tham khảo. Thấy ngoài Camito, Kami, Grand Sport thì chất lượng ok, còn như Yoga Bola thì thiết kế đúng tệ. Cảm ơn bạn Nguyên Lộc. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn, khá là đồng quan điểm với Dũng. Dũng thấy đồ của Yoga Bola tuy là mang tiếng Nhật Bản chứ mình thấy chất lượng đồ không tốt. Xin chào bạn Phùng Văn Văn. Chào Dũng, like thứ 65. Dạ Dũng xin cảm ơn ạ. Xin chào chị Phương Thảo. Bạn Messi, like thứ 117. Bạn Đặng Minh Võ Thắng. Bữa em nghe báo nào nói Công Phượng về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hóng từ một tháng trời, giờ nghe nói không được, em buồn quá luôn. Bữa thì nói là Công Phượng về thành phố đúng không? Cổ động viên thành phố cũng hỏi mình quá trời luôn. Xong rồi chẳng lẽ mình nói là bây giờ tiền đâu ra mà mua Công Phượng. Xong rồi một thời gian nữa thì nói là Bình Dương ký cũng muốn có Công Phượng. Thế mình cũng nghĩ rằng là tiền đâu ra mà mua Công Phượng. Rồi bây giờ không biết là còn đội nào muốn mua Công Phượng nữa hay không. Nói thiệt với cả nhà chứ. Nói Bình Dương là chiêu mộ không tiếc tiền chứ thực ra họ cũng phải biết tiếc tiền chứ. Ví dụ họ lấy một hai cầu thủ, gặp cả nhà thấy không, lấy Quế Ngọc Hải tái ký với Tiến Linh, lấy Hải Huy, lấy Vũ Tiên Quang, xong rồi còn tiền nữa là để mua nữa không, cũng họ cũng phải dừng lại chứ. Mua đâu mà mua hoài vậy, tiền đâu giữ vậy, đúng không ạ? Cũng phải để tiền còn vận hành đội bóng chứ, đâu phải là mỗi năm nó có một cái cục tiền được quy ra thôi. Lấy đâu ra mà nhiều tiền như lá mít đâu mà muốn mua gì mua dữ vậy, không có đâu. Xin chào bạn Nguyễn Văn Đại. Like làm cách nào nhỉ, Sông Lam Nghệ An mùa này nhìn không tươi lắm rồi. Thực ra thì Sông Lam Nghệ An, kể cả chúng ta nghe những cái thông tin khó khăn của họ như thế nào, thì mình vẫn nghĩ rằng là tập thể Sông Lam Nghệ An thì đá kiểu gì cũng khó mà rớt hạng. Cầu thủ trẻ của họ nha, nói thiệt là tiến bộ rất là nhanh, mà được tạo điều kiện để đá, nói thiệt là có thể một vài vòng đấu họ yếu, nhưng mà càng đá thì cầu thủ trẻ của Sông Lam họ càng tiến bộ và rất là khó chịu. Nên là nói thiệt là kể cả trong giai đoạn mà tài chính có khó khăn đi thế nào chăng nữa, thì mình vẫn nghĩ rằng là Sông Lam Nghệ An không phải là cái tên sẽ rớt hạng ở mùa giải. Xin chào bạn Nguyễn Hải, bạn Trần Thìn. Chào Dũng, hôm nay âm thanh nghe không tốt. Dạ, để Dũng chỉnh lại thử xem sao. Xin chào bạn Nguyễn Hoang, Dũng cho chú hỏi câu thử nữ U17
cầu thủ nữ U17 Ki Chun ở đâu vậy? Dạ con không biết ạ, con không biết chú Hoang ơi. Bạn Hải Nguyễn, âm thanh nghe rất tốt. Có người thì kêu là không tốt, có người lại bảo là tốt. Xin chào bạn Bi Bùi, mình rất chờ Hoàng Anh Gia Lai. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Xin chào bạn Thanh Phạm, Hữu Dũng nói về Philip Nguyễn đi em. Dạ, Philip Nguyễn nói về cái gì ạ? Em không rõ. Về chuyện nhập tịch hay không nhập tịch thì cái này em không trả lời được. Cái này thì vui lòng liên hệ với văn phòng chính phủ á, nơi mà đưa ra các cái quyết định cho phép nhập tịch hay không nhập tịch là ở đó. Còn về chuyên môn thì Philip Nguyễn không cần bàn nữa rồi, vì chúng ta cũng nói quá nhiều về Philip Nguyễn rồi đúng không ạ? Bạn ấy là thủ môn giỏi, xuất sắc rồi thì không cần phải nói nữa. Người ta khẳng định được năng lực ở giải vô địch Cộng hòa Séc rồi thì dĩ nhiên là trình độ chuyên môn là so với các thủ môn ở Việt Nam là hơn hẳn thì không phải nói nữa rồi. Xin chào bạn Nguyễn Quang Huy, Tuấn Anh được trả lót tay chứ Dũng? Dạ cái thông tin này Dũng không biết nên là Dũng không có trả lời ạ. Xin chào bạn Đặng Văn Thật, Topalen còn tài trợ cho Bình Định không anh? Em thấy đổi tên thành Quy Nhơn Bình Định. Topalen đã chia tay. Bởi vì thực ra thì Topalen là một công ty con của tập đoàn Hưng Thịnh, và Hưng Thịnh thì vẫn là nhà tài trợ của câu lạc bộ Bình Định. Nhưng năm nay ban đầu là có cái kế hoạch là sẽ đổi bỏ Topalen thì sẽ lấy là Maryland. Tuy nhiên là bây giờ thì đổi thành Quy Nhơn Bình Định rồi. Và cái khoản tài trợ của Hưng Thịnh dành cho câu lạc bộ thì nó cũng bị bóp lại rất là nhiều rồi. Năm nay sẽ là một năm cũng không hề đơn giản. Và phía tỉnh thì chắc là cũng sẽ cố gắng để tìm kiếm thêm những cái nhà tài trợ đồng hành với câu lạc bộ Bình Định trong thời gian khó khăn như thế này. Chứ một mình Hưng Thịnh là gánh không nổi đâu. Xin chào bạn Lê Hoàng Minh Lai. Xin chào bạn Phan Ngân. Bạn Thanh Phạm buồn thì cũng chịu thôi. Xin chào bạn Nguyễn Lộc. Yoga Bola bên Nhật em thấy nó khác hoàn toàn với Yoga Bola của Việt Nam. Họ thiết kế rất đẹp, nhìn qua bên Việt Nam sao thấy nó nghèo nàn sao ấy. Thiết kế thì anh không nói, tại vì cái chuyện mà thiết kế là mỗi người có quan điểm về xấu đẹp khác nhau. Tuy nhiên là về chất lượng, về chất lượng là cái mà anh trải nghiệm sản phẩm thì anh thấy không tốt. So với đồ của Việt Nam mình không bằng. Xin chào bạn Hiền Võ. Bạn Hiền Võ có chia sẻ là Ngọc Long. Dạ đúng rồi, Ngọc Long, xin cảm ơn ạ. Cầu thủ Ngọc Long của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bạn mà nhuộm cái tóc vàng vàng á. Xin chào bạn Vũ Thị Hương. Dũng khai trương quán ở Hà Nội chưa? Dạ, Dũng khai trương được 2 tuần rồi ạ. Từ ngày 16 tháng 9 vừa rồi là đã chạy rồi ạ. Cửa hàng tiện lợi BK Max ở A17 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ạ. Ngay đối diện với sân tennis và hồ bơi của trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội. Xin chào bạn Võ Thắng Đăng Minh. Đối với em thấy hãng thể thao Mizuno là đẹp nhất. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn người Nhật. Rất là trau chuốt, rất là kỹ. Có phần nào đó hơi cổ điển một xíu nhưng mà thấy cũng rất là chất, có cái chất riêng của họ. Xin chào bạn Phùng Văn Văn. Có khi nào Công Phượng nhập quốc tịch Nhật không Dũng? Cái này thì chắc chắn là không xảy ra được. Bởi vì Phượng hay là vợ Phượng đều là người Việt Nam, không nhập tịch được. Thấy khó, mình thấy khó. Bạn Nghĩa Nguyễn Vlog, em thấy anh Dũng ở ngoài đẹp trai hơn ở trong video anh. Cảm ơn Nghĩa Nguyễn. Đây là nhận định của 100% khán giả khi gặp Dũng ở ngoài đời ạ. Quá đẹp trai đúng không ạ? Quá đẹp trai cả nhà. Xin chào bạn Hải Đăng. Công Phượng cố đấm ăn xôi ở Nhật. Bạn Nguyễn Văn Vương. Âm thanh có tiếng gì ồn như là có máy nổ.
Dạ không ạ, thực ra thì chỉ có một cái quạt trần đang chạy ở trên đầu thôi. Nhưng mà nóng, nhà sợ nóng á, thì cứ mở quạt trần thôi. Nếu mà mở máy lạnh thì cái tiếng nó cần kêu còn bự hơn cái tiếng quạt trần nữa. Nên là Dũng mở quạt trần cho nó mát. Mong cả nhà thông cảm ạ. Bạn Phạm Văn Ngự tại điện thoại của họ đó dùng âm thanh rất tốt đó Dũng. Dạ Dũng xin cảm ơn ạ. Tùy mỗi người có. Có người thì nghe rất là tốt ạ. Như bác sĩ Đinh Hồng Lan có nhắn cho Dũng là âm thanh rất là ok. Dạ. Con cảm ơn cô Lan rất là nhiều ạ. Bạn Trần Lộc, anh ơi cho em hỏi là huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có đủ sức dẫn dắt dàn sao mới của Nam Định không? Xin chia sẻ với bạn Trần Lộc như thế này. Mùa giải năm ngoái là đã có những cái đánh giá, có những cái chia sẻ, có những cái nhận định về việc là sớm hay muộn thì anh Vũ Hồng Việt sẽ phải rời câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định thôi. Bởi vì anh ấy sẽ không thể trị được một cái dàn sao quá cá tính. Thế nhưng mà cuối cùng thì cả nhà thấy không, anh Việt vẫn là người tại vị. Anh ấy vẫn làm. Có thể trong thời gian đầu có những cái khó khăn, nhưng mà người ta từ từ người ta vượt qua, người ta lèo lái được đội bóng tốt hơn thì người ta qua được cái cửa ải khó khăn đó. Ấy vậy thì bây giờ chúng ta lại đặt ra câu hỏi là bây giờ sắp có những tân binh đúng không ạ? Trong cái bối cảnh mà sắp sắp đá mùa giải mới mà chào đón những cái tân binh như thế này thì liệu anh Vũ Hồng Việt anh ấy có cầm cương được các cầu thủ hay không? Mình nghĩ rằng là từ từ thích nghi được hết và sẽ làm tốt thôi, không có vấn đề gì cả. Xin chào bạn là Thanh Phạm, bạn đừng có nói công phượng 10 như vậy, à, tội lắm. Tại sao lại tội mình không hiểu. Có gì đâu mà tội. Bản thân công phượng không có nhu cầu trở về nước để đi kiếm tiền. Vì nhà bạn ấy nói chung là về điều kiện tài chính của công phượng bây giờ quá ổn đối với công phượng rồi. Công phượng không có nhu cầu đó. Bạn ấy muốn được chơi bóng ở một cái nền bóng đá. Bạn ấy cảm thấy rằng là bạn ấy có thể chinh phục được thì bạn ấy ở Nhật. Nếu không có lý do gì để bạn ấy lại bỏ cuộc ở lần này cả. Nếu Công Phượng bỏ cuộc thì bạn ấy đã tự nhận cái thất bại. Mà vấn đề là đây đã là lần thứ hai Công Phượng đi Nhật, đúng không ạ? Các bạn cứ ngồi nói là trời ơi, tội quá rồi, muốn về quá. Đó là quan điểm của các bạn và mình cũng vậy. Bản thân mình nghĩ rằng là tại sao thằng Phượng nó lại phải ở bên Nhật? Nó về đây biết bao nhiêu câu lạc bộ cho đá chính, không sướng à? Đá chính lên tuyển, đúng không ạ? Mình cũng nghĩ giống các bạn thôi. Nhưng mà Phượng thì nó không nghĩ vậy. Phượng không nghĩ vậy. Đã chấp nhận đi cái lần thứ hai này đánh đổi rất là nhiều thứ. Nếu ngay lần đầu cảm thấy là khó, quá khó và không có cơ hội, Phượng không đi Nhật lần nữa đâu. Nhưng mà vấn đề là bạn ấy đã thấy được nước Nhật là cái nơi mà bạn ấy có thể sinh sống được, có thể làm việc được, có thể còn phát triển được rất là nhiều thứ. Cái tham vọng của Công Phượng là có công ty rồi đưa các cầu thủ Việt Nam sang Nhật để chơi bóng. Bạn ấy không muốn dừng lại ở cái sự nghiệp bóng đá, sự nghiệp của một cầu thủ ở Nhật. Bạn ấy muốn tiến đến một cái bước đi xa hơn nữa, đó là đưa cầu thủ Việt Nam khác, những cầu thủ có thể nhỏ hơn để sang Nhật Bản chơi bóng trong một cái thời gian tới. Và bạn ấy làm gì ạ? Bạn ấy cần phải biết được, thậm chí là bây giờ không được đá, bạn ấy đang cảm nhận được rõ ràng là một cầu thủ không được đá sẽ phải chịu đựng những cái gì đó. Đến lúc biết bài vở rồi sẽ cải thiện cho chính những cái cầu thủ trẻ mà bạn ấy đưa sang trong một tương lai. Biết đâu bạn ấy sẽ trở thành một cái công ty môi giới cầu thủ nổi tiếng. Việt Nam thì sao? Nó đưa cầu thủ sang Nhật. Và khi mà các cầu thủ kia gặp khó khăn là Công Phượng đã lường trước hết. Hồi xưa tôi khó khăn như vậy, anh khó khăn như vậy, mấy đứa chỉ cần như này 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 là bắt đầu là kiếm được cái chỗ đứng ở Nhật. Đó là cái suy nghĩ của Công Phượng thì sao? Đúng không? Vậy thì tội cái gì? Bạn nghĩ là tội cái gì? Không có thấy gì tội đó. Người ta đang làm việc, Công Phượng đang làm việc, Công Phượng đang hài lòng, Công Phượng đang hạnh phúc với cái những cái gì mà Công Phượng đang được trải qua. Các bạn có ở trong công việc của người ta đâu mà các bạn hiểu được. Các bạn đòi suy nghĩ giùm. Vô lý. Xin chào bạn Trương Doãn Huy, chào bạn Dũng. Bạn Dũng ăn tối chưa? Một chút nữa là mình đi ăn với mấy anh em rồi.
bạn Lan Ngọc Anh có lịch hết mùa của Hoàng Anh Gia Lai không? Cho em xin nhé. Hoàng Anh Gia Lai có thủ môn mới không vậy? Thủ môn mới là Phan Đình Vũ Hải. Lịch thì anh có, nhưng mà lịch thì có cặp đấu thôi, chứ chưa có cái thời gian thi đấu. Tại vì lúc này thì VPF họ cũng chưa công bố được cái thời gian. Chẳng hạn như là vòng 1 thì Hoàng Anh Gia Lai là gặp Hải Phòng ở sân Hải Phòng. Vòng 2 là Hoàng Anh Gia Lai đá với Công an Hà Nội ở sân Pleiku. Vòng 3 là Hoàng Anh Gia Lai đá với Quy Nhơn Bình Định ở sân Quy Nhơn. Vòng 4 là Hoàng Anh Gia Lai đá với BKMX Bình Dương ở sân Pleiku. Như vậy là từ vòng 2 cho đến vòng 4 thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai họ di chuyển vòng vòng từ Pleiku qua Quy Nhơn, Quy Nhơn quay lại Pleiku. 3 vòng đấu liên tiếp là toàn gần gần không. Vòng 5 thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón câu lạc bộ Viettel. Như vậy là 2 vòng liên tiếp, vòng 4 và vòng 5 là Hoàng Anh Gia Lai đều đá sân nhà. Vòng 6 là Hoàng Anh Gia Lai đá với Sông Lam Nghệ An ở sân Vinh. Vòng 7 là Hoàng Anh Gia Lai đá với Thép Xanh Nam Định ở sân Nam Định. Như vậy là từ sân Vinh qua Nam Định luôn. 2 vòng, vòng 6, vòng 7 là đều đá sân khách. Vòng 8 là Hoàng Anh Gia Lai đá với Hà Nội FC ở sân nhà. Vòng 9 là Hoàng Anh Gia Lai đá với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở sân khách. Vòng 10 là đá với Khánh Hòa ở sân nhà. 11 là đá với Khánh Hòa. Đá Khánh Hòa ở sân khách. Vòng 12 là Hoàng Anh Gia Lai đá với Đông Á Thanh Hóa ở sân khách. Vòng 13 là Hoàng Anh Gia Lai đá với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở sân nhà. Rồi, lượt về tiếp tục như vậy. Nếu mà đọc thì có đọc đến ngày mai luôn. Tất cả các câu lạc bộ thì đọc rất là dài. Xin chào bạn Hiền Võ. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới mượn được Sầm Ngọc Đức và Huỳnh Tấn Tài. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Hiền Võ. Chiều ngày hôm nay thì Sầm Ngọc Đức đã tập luyện rồi. Còn Huỳnh Tấn Tài, lúc nãy mình có hỏi bên truyền thông của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là lấy Huỳnh Tấn Tài chưa, thì câu lạc bộ nói là chưa có. Không biết là khi nào thì Huỳnh Tấn Tài sẽ gia nhập. Thì ngày mai mình lên coi đội đá giao hữu để rồi mình hỏi luôn, và sẽ mang đến cho quý khán giả những cái hình ảnh. Rất là cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để trò chuyện cùng Vlog Ngoại Đường Pit vào ngày hôm nay. Hôm nay view thấp quá, chán quá. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Chúc cả nhà một buổi tối bình an, mạnh khỏe, và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo vào ngày mai. Xin chào tạm biệt ạ.